Đầu quá thành chính xin chào mọi người và các bạn. Thì hôm nay buổi chiều vào ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch năm 2022. Thì hôm nay là bọn tiến em đã hoàn thành và bàn giao lắp đặt xong cho gia đình anh Tú ở trên ở bên Diêm Điền thành phố Thái Bình. Bộ nội thất phòng thờ đây là gồm một chiếc bàn thờ truyện trên 16 cùng với chiếc bàn cơm. Đúng là lòng chiếc bàn to, để chất liệu có mít nha mọi người. Thì với kích thước chiều dài của bàn to là 1m97, rộng 107, cao 1m17. Và chiếc bàn cơm là 1m07, 61, cao lọt lòng đây. Rất đẹp luôn, mẫu như ý nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đây, sơn màu đây là màu vàng, vàng nhạt nha mọi người, rất là đẹp, cực kỳ hoành tráng luôn, 116, rất là đẹp. Đây, phòng thờ cho anh đây, mùng 9 là anh và các bác mới vào nhà mới nha mọi người. Thì hôm nay em sang lắp trước để kịp thời gian bàn giao cho gia đình bác và anh. Còn bộ vách phòng thờ thì bên đầu bộ anh chính em đang làm. Đây, rất là đẹp luôn. Nhà bác rất là to và sáng.